Thưa bạn, hôm trước chúng ta đã nghiên cứu cái nguyên lý hai nhiệt đồng học, khái niệm và biểu thức toán học của entropy và sự biến thiên của entropy là tiêu chuẩn từ diễn biến và cân bằng của các quá trình trong hệ cô lập. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo, nội dung 3 là một số cái tính toán về entropy trong các quá trình như là quá trình chuyển pha hoặc là các quá trình chuyển chất từ nhiệt độ này sang nhiệt độ khác. Thì chúng ta sang phần 3 nhỏ 1.3 là một vài tính toán về entropy. Chúng ta sẽ tính trong một số trường hợp thường gặp như sau. Thứ nhất, trường hợp thứ nhất là các bạn nghiên cứu về tính entropy trong quá trình chuyển pha. Các quá trình chuyển pha là các quá trình như là quá trình nóng chảy, quá trình bay hơi, quá trình kết tinh hay là thăng hoa, vân vân của các chất nguyên chất. Và đối với quá trình chuyển pha thuần nghịch thì ta luôn có là delta S nó sẽ bằng tích phân từ 1 đến 2 delta Q trên T. Biến thiên entropy S bằng tích phân từ 1 đến 2 delta Q trên T. Vì trong quá trình chuyển pha thì nhiệt độ là luôn không đổi. Ví dụ các bạn để ý là cái quá trình chuyển từ nước đá sang nước lỏng thì nó sẽ xảy ra ở 273K. Và quá trình bay hơi của nước thì nó xảy ra ở 100 độ C, tức là đúng 100 độ C, tức là 373K. Và ở nhiệt độ ở vị trí chuyển pha thì nhiệt độ của các chất là không đổi. Vì T không đổi cho nên ta có biểu thức. Từ cái biểu thức trên thì chúng ta tính được cái biểu thức là delta S bằng 1 trên T tích phân từ 1 đến 2 delta Q và cũng bằng Q trên T, bằng chính cái nhiệt lượng cung cấp để chuyển pha chia cho nhiệt độ chuyển pha. Cái biểu thức đơn giản như vậy. Delta S bằng Q trên T. Trong đó Q là nhiệt chuyển pha, nhiệt lượng cung cấp cho hệ để cho hệ để chuyển pha. Và T là nhiệt độ chuyển pha. Thì cái nhiệt chuyển pha phân tử thì thường ký hiệu là lambda. Vì thế từ công thức trên chúng ta có thể viết trong một mol chất nào đó bất kỳ là delta S sẽ bằng lambda trên T. Trong đó lambda là cái nhiệt chuyển pha phân tử. Đây các bạn chú ý là delta S bằng lambda trên T, trong đó lambda là nhiệt lượng nhiệt chuyển pha phân tử, nhiệt chuyển pha phân tử. Chúng ta lấy một ví dụ. Chúng ta ví dụ tính biến thiên entropy của quá trình kết tinh một mol benzen C6H6. Biết rằng nhiệt độ kết tinh của benzen ở 278K và nhiệt kết tinh phân tử lambda bằng âm 9.927 joule trên mol. Thì quá trình kết tinh là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, và chúng ta sẽ của benzen thì chúng ta sẽ tính áp dụng công thức trên, thì chúng ta có là delta S sẽ bằng lambda trên T, trong đó lambda bằng âm 9.927 joule trên mol và T là 278K. Thì thay số vào chúng ta sẽ có delta S bằng âm 9.927 chia 278 bằng âm 35,710 joule trên mol K. Đây như vậy cái nhiệt lượng âm 35,710 joule trên mol K này chính là cái entropy PS chuyển kết tinh của benzen. Tức là khi nó chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn thì
sẽ có biến thiên delta ES là bằng âm 35,710 joule trên mol K, joule trên mol. Và chúng ta sẽ có chúng ta chú ý là kết quả tính được ở trên thì không cho chúng ta biết chiều của quá trình, vì đây là quá trình này là quá trình không phải quá trình cô lập, mà hệ này không phải là hệ cô lập, mà chỉ nói là chỉ nói cho chúng ta biết là entropy của benzen rắn và bé hơn một mol benzen lỏng là 535,710 joule joule trên mol. Tức là đây là về cái các bạn chú ý như vậy, đây không phải là không xác định được quá trình xảy ra theo chiều nào, vì đây là một hệ xảy ra không cô lập. Để xác định chiều của quá trình trong hệ cô lập, chúng ta phần sau chúng ta sẽ đi đến một cái đại lượng khác. Đây là về cái tính entropy trong quá trình chuyển pha thì bằng lambda trên T. Chúng ta sang phần tiếp theo là xét cái quá trình đun nóng. Đây là một quá trình rất thường gặp. Vâng. Nếu mà đun nóng trong với hệ trong điều kiện đẳng áp, tức là P bằng một hằng số, thì biến thiên entropy của hệ sẽ bằng bằng công thức như sau. Delta S bằng tích phân từ 1 đến 2 delta QP trên T. Nó bằng cũng bằng tích phân từ 1 đến 2 CP DT trên T. Tức là các bạn biết rằng là cái delta QP, cái QP này thì sẽ bằng CP nhân DT. Và vì vậy chúng ta thay vào chúng ta sẽ được biểu thức này. Delta S bằng tích phân từ 1 đến 2 CP DT trên T. Tương tự, nếu mà quá trình đẳng tích, đun nóng đẳng tích từ nhiệt độ trạng thái 1 sang trạng thái 2 thì chúng ta cũng sẽ có delta S bằng tích phân từ 1 đến 2 delta QV trên T. Và bằng tích phân từ 1 đến 2 CV DT trên T. DT, tức là V bằng hằng số thì chúng ta sẽ có biểu thức này. Như vậy chúng ta sẽ bằng nhiệt tích phân từ T1 đến T2, nhiệt dung mol đẳng áp hoặc nhiệt dung mol đẳng tích DT trên T. Đây là cách tính biến thiên entropy trong quá trình chuyển pha, quá trình đun nóng, nâng một chất nào đấy từ nhiệt độ T1 sang T2. Chú ý trong quá các công thức này các bạn tính là không có quá trình chuyển pha. Đấy, không có quá trình chuyển pha. Ví dụ chúng ta tính cái biến thiên entropy của một nguyên tử gam nhôm từ 298 K đến 873 K, đến 873 K trong điều kiện đẳng áp. Để biết nhiệt trung thực của nhôm là CP bằng là một biến thiên theo nhiệt độ là CP bằng 21,15 cộng 10,73 nhân 10 mũ trừ 3 nhân T joule trên mol K. Bây giờ không là một hằng số nữa, CP là phụ thuộc vào nhiệt độ, biến thiên theo nhiệt độ. Bài này cũng hoàn toàn tương tự thôi. Áp dụng cái công thức vừa ở phía trên, chúng ta sẽ có được delta S bằng tích phân từ 1 đến 2 CP DT trên T. Thay số vào chúng ta sẽ có delta S là T trạng thái 1 là bằng 298 K và trạng thái 2 là 873 K CP DT trên T bằng tích phân từ 298 đến 873, thay số CP vào CP 21,15 cộng 10,73 nhân 10 mũ trừ 3 T DT trên T. Tính cái tích phân này, tính hoàn toàn tích phân này thì chúng ta sẽ tính được cái delta S nó sẽ bằng 28,906 joule trên mol nhân K. Đây là cái biến thiên entropy khi chuyển một nguyên tử gam nhôm từ 298 K lên 873 K.
Chúng ta biểu thức trên chúng ta tính được cái giá trị delta S lớn hơn 0, tức là delta S dương. Nhưng mà chúng ta cũng không kết luận được quá trình đun nóng là từ xảy ra. Vì hệ xét là cũng không cô lập. Giá trị đó nó khẳng định cho chúng ta biết một điều, đó là cho chúng ta biết rằng là entropy của một mol nguyên tử gam nhôm ở 873K thì lớn hơn ở 298K là 28,65 đơn vị. Như vậy thôi, không cho chúng ta biết chiều hướng của quá trình, bởi vì đây không phải là hệ cô lập. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung nữa, đó là cái tính entropy của một chất ở nhiệt độ T nào đó. Các biểu thức trên chúng ta tính cái delta S, tức là biến thiên entropy. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái entropy tuyệt đối của một chất nào đấy. Thì muốn tính cái biến thiên entropy ở nhiệt độ T nào đấy thì ta áp dụng cái công thức, đó là delta S bằng ST trừ S0 bằng tích phân từ 0 đến T CP DT đến T. Trong đó ST là entropy tuyệt đối mà chúng ta cần tính. S0 là entropy ở 0 độ K, tức là 0 độ K. 0 độ K. S0 ở đây tương ứng bằng entropy ở 0, tuyệt đối ở 0 độ K. Và ST là entropy pi tuyệt đối ở nhiệt độ ta tính. Chúng ta sẽ có delta S bằng ST trừ S0 bằng tích phân từ 0 đến T CP DT trên T. Hoặc chúng ta cũng có thể tính bằng CV. CV thì bằng tích phân từ 0 đến T CV DT trên T. Đồng thời chúng ta sẽ nhờ vào cái định đề Planck, đó là theo định đề Planck thì entropy của những tinh thể lý tưởng ở nhiệt độ 0 độ K thì bằng 0. Tức là chúng ta sẽ có được cái giá trị S0 bằng 0. S0 bằng 0. Thay vào biểu thức trên chúng ta sẽ rút ra được sẽ rút ra được ST sẽ bằng tích phân từ 0 đến T. Tích phân từ 0 đến T CP DT trên T. Hoặc là cũng thể là bằng tích phân từ 0 đến T CV DT trên T. Đây là cách tính entropy tuyệt đối ở nhiệt độ T. Chú ý nếu áp dụng công thức này thì chúng ta mỗi công thức này thì chúng ta phải xác định được là trong quá trình từ 0 đến T thì không có quá trình chuyển pha, chúng ta mới tính được biểu thức này. Còn nếu mà trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến T mà có các quá trình chuyển pha thì ST cần phải cộng thêm các biến thiên entropy trong các quá trình chuyển pha và cái CP trong các quá trình các trạng thái rắn lỏng khí nó cũng có khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ chú ý đến cái điều này. Ví dụ như là tính biến thiên entropy từ 0 đến K mà trong ở tuyệt đối ở T mà chúng ta sẽ có các quá trình biến đổi T là đang ở cái chất chúng ta cần tính, nó đang ở thể khí chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chú ý các quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình tăng nhiệt độ từ nhiệt độ từ 0K cho đến nhiệt độ nóng chảy. Ở đấy, thứ nhất là tính cái biến thiên entropy khi tăng nhiệt độ từ 0 đến nhiệt độ nóng chảy. Sau đó tính biến thiên entropy ở quá trình chuyển pha, tức quá trình nóng chảy. Bằng lambda chuyển pha nóng chảy chia cho nhiệt độ nóng chảy. Sau đó chúng ta sẽ tính biến thiên entropy khi tăng nhiệt độ từ nhiệt độ nóng chảy sang nhiệt độ bay hơi. Tức ở trạng với cái CP lỏng. Sau đó chúng ta tính tiếp cái biến thiên entropy khi chuyển pha từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. Sau đó chúng ta sẽ tính biến thiên entropy khi tăng nhiệt độ từ nhiệt độ bay hơi lên nhiệt độ T mà chúng ta cần xác định, tương ứng với cái giá trị CP là CP khí.
thì chúng ta mới tính được sẽ tính được cái entropy tuyệt đối. Các bạn chú ý là từ cái và cái entropy của một mol khí trong trường hợp này ở nhiệt độ T tổng quát nó sẽ là bằng T sẽ bằng tích phân từ 0 đến T nóng chảy nhân CP rắn DT đến T. Trong đó CP rắn là cái nhiệt dung mol đẳng áp của thể rắn. Đấy. Sau đó tính entropy ở tại thời điểm nóng chảy, tức là bằng lambda nóng chảy chia T nóng chảy. Sau đó tính biến thiên entropy khi chuyển từ nóng chảy lên bay hơi, tức là tích phân từ nhiệt độ nóng chảy đến nhiệt độ bay hơi CP lỏng ở trạng thái lỏng DT trên T. Sau đó tính biến thiên entropy chuyển pha từ lỏng sang hơi, tức là bằng lambda bay hơi chia T bay hơi. Và cuối cùng là tính biến thiên entropy từ nhiệt bay hơi đến nhiệt độ T bằng tích phân từ T bay hơi đến T cần tìm CP khí nhân DT đến T. Áp dụng cái công thức này thì chúng ta sẽ tính được cái biến thiên entropy ở tính được entropy tuyệt đối ở nhiệt độ bất kỳ ở nhiệt độ bất kỳ. ST được gọi là entropy tuyệt đối. Và entropy tuyệt đối ở điều kiện chuẩn và 298 K thì của một chất nào đấy thì người ta cho sẵn, thường cho sẵn ở trong các sổ tay. Trong các sổ tay về đặc biệt các cái môn về hóa lý. Đây là về cái một vài cái tính toán về giá trị entropy. Cũng nhắc các bạn một điều là cái biến thiên entropy là cái tiêu chuẩn để xác định cái độ trật tự của hệ. Cái độ trật tự là cái ví dụ trong bài toán kết tinh của benzen chẳng hạn thì ta xác định được biến thiên entropy trong quá trình kết tinh là delta S bằng âm 35,710. Thì điều đó chứng tỏ chúng ta một điều là ở trạng thái rắn thì có cấu tạo là trật tự hơn so với trạng thái lỏng, tức là entropy ở rắn nó nhỏ hơn và độ trật tự sẽ nhỏ hơn, tức là entropy càng cao thì độ trật tự sẽ càng 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 lớn. Xin lỗi, entropy càng cao thì độ trật tự nó sẽ càng giảm. Và ví dụ ở trong bài toán đun nóng nhôm, người ta xác định được delta S là chênh lệch đó là 228,65 đơn vị. Thì delta S này lớn hơn không vì hệ cô lập nên ta nói về khả năng từ xảy ra của quá trình. Ta không nói được về khả năng từ xảy ra của quá trình. Và chúng ta kết luận được là nhôm ở 298K thì có độ trật tự lớn hơn so với nhôm ở 873K. Entropy tuyệt đối ở một nhiệt độ nào đấy càng bé thì độ trật tự nó sẽ càng lớn. Đây là các bạn chú ý một số vấn đề như vậy. Tôi xin tạm dừng cái nội dung ngày hôm nay tại đây. Cuối cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.